Nữ du khách Anh bóc phốt Việt Nam nói thẳng điều này khiến netizen quốc tế phấn khích. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, mỗi khi có ý định đi du lịch bất cứ đâu, chúng ta thường sẽ tìm hiểu về văn hóa, phong tục cũng như những điều hay, điều chưa tốt của nơi đó để giúp chuyến đi thú vị hơn. Đối với các du khách nước ngoài trước khi đến Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vậy nên mới đây, một video của một du khách người Anh bóc phốt những ưu điểm và nhược điểm khi du lịch tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng quốc tế. Trong video dài gần 14 phút của mình trên YouTube, cô ấy đã chia sẻ tất tần tật toàn bộ những trải nghiệm tốt và xấu của mình khi đến Việt Nam. Các bạn có tò mò cô ấy đã có trải nghiệm tốt và xấu gì không? Và các bạn khán giả quốc tế thì nói sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, cô gái mà mình nhắc đến ở trên có tên là Sai. Cô ấy đến từ Vương quốc Anh và cô ấy chia sẻ về chuyến đi của mình như sau. Hôm nay tôi sẽ cung cấp cho bạn những ưu và nhược điểm khi đi du lịch đến Việt Nam. Năm 2022, tôi và bạn trai đã đi du lịch khắp cả Việt Nam. Và đây là ý kiến trung thực của tôi với một số sự thật về Việt Nam. Nếu đi du lịch đến Việt Nam, tôi nghĩ bạn nên xem điều này trước khi đến. Về ưu điểm, đây là một đất nước tuyệt vời để lựa chọn ở Đông Nam Á khi đi du lịch bởi thủ tục nhanh gọn và không có nhiều rào cản đối với du khách. Thứ hai, tôi thấy chi phí sinh hoạt ở Việt Nam cực kỳ rẻ so với nhiều quốc gia ở phương Tây. Ở Việt Nam cái gì cũng rẻ hơn rất nhiều, đặc biệt là đồ ăn địa phương. Chúng tôi thuê luôn một căn hộ hàng tháng ở Hà Nội với giá khoảng 650 bảng Anh, một điều điên rồ thực sự bởi nó quá rẻ với đầy đủ mọi dịch vụ. Thứ ba, đó là sự thuận tiện. Tôi thấy ở Việt Nam có rất nhiều phương tiện di chuyển khác nhau. Mỗi một điểm bạn cần đến đều sẽ có xe buýt giường nằm thuận tiện và đồ ăn được ship cả vào ban đêm. Thứ tư, Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp thu hút khách du lịch. Hạ Long, Sapa, Hà Giang, mỗi nơi mang một nét đẹp riêng. Nó như một bức tranh tuyệt vời, những cánh đồng lúa trải dài vô tận, những con sông, con đường. Bất cứ nơi đâu chúng tôi cũng có thể chụp được những tấm hình đẹp. Thứ năm, người dân Việt Nam rất thân thiện và cởi mở. Rất nhiều người nước ngoài như chúng tôi khi đến đều chào đón như những người thân thiết. Ngoài ra ở Việt Nam vô cùng an toàn. Ở đất nước này bạn chẳng phải lo sợ điều gì khi ra ngoài cả. Thứ sáu là điều mà tôi tâm đắc nhất, đó là họ có một nền ẩm thực tuyệt vời. Cà phê và đồ ăn ở Việt Nam vô cùng ngon và mang hương vị đặc trưng riêng. Các món như bánh mì, bún chả và phở đều rất rất tuyệt. Ngoài ra mỗi nơi tôi đến đều có một món ăn đặc trưng và nó rất tuyệt. Ngoài những ưu điểm mà tôi vừa kể trên, thì khi đến đây tôi nhận thấy vẫn còn tồn tại một số nhược điểm như sau. Mặc dù ở Việt Nam không có nhiều lừa đảo như các quốc gia khác, nhưng tôi nghĩ bạn cũng nên cảnh giác khi đến đây, bởi lẽ người xấu thì ở đâu cũng có. Vậy nên bạn phải giữ an toàn cho bản thân, tránh để xảy ra những tình huống xấu là được. Còn lại trong suốt quá trình của tôi, chúng tôi chưa bao giờ gặp phải vấn đề này. Thứ hai, tôi thấy tiếng Anh của nhiều người Việt còn hạn chế, nhưng không sao, họ biết dùng Google Translate để nói chuyện với bạn. Thứ ba, tình hình giao thông ở một số thành phố lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng tấp nập và nhộn nhịp, nên thường xảy ra các vấn đề ùn tắc giao thông. Khi đến đây, tôi đã không thể sang đường, nhưng giờ thì tốt hơn rồi. Cuối cùng là bạn nên xem thời tiết ở quốc gia này trước khi đến đó. Vâng, đó là những gì mà Sky đã chia sẻ về Việt Nam. Các bạn thấy còn cần bổ sung điều gì không? Sau khi đăng tải thì video đã nhận về rất nhiều bình luận từ netizen quốc tế. Chúng ta cùng xem họ đã nói gì nhé. Ồ, và con người Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi đã kết bạn ở đó trong lần lưu trú khách sạn đầu tiên vào năm 2018 khi tôi đang làm việc ở Trung Quốc và đến đây để nghỉ dưỡng ngắn ngày. Cuối cùng, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời đến nỗi tôi quay lại đó một tháng sau đó, rồi một tháng sau, rồi tôi nói kệ nó và chuyển đến đó một thời gian. Bây giờ tôi có rất nhiều bạn bè ở đó và rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời, yêu mọi người. Tuy nhiên, đường đi xe ôm ở Thành phố Hồ Chí Minh khả năng bị lừa rất cao, đặc biệt nếu đây là lần đầu tiên bạn đi. Yêu điều này hoàn toàn đồng ý với những ưu và nhược điểm của bạn. Chúng tôi yêu Việt Nam, đây là địa điểm được vợ tôi lựa chọn khi chúng tôi về hưu. Là một người Mỹ xa xứ đã sống ở Việt Nam, chủ yếu ở Hà Nội trong 3 năm qua, tôi đồng ý với mọi điều bạn nói, nhưng tôi sẽ nói thêm những điều sau. Nhược điểm, ô nhiễm, cảnh sát vô dụng. Ưu điểm, họ là những người phụ nữ tốt nhất thế giới, cuộc sống không căng thẳng. Khi tôi học được cách tránh bọn lừa đảo và tìm được bạn gái người Việt, hiện là vợ, cuộc sống trở nên tuyệt vời và tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Tôi nghĩ việc ít người nói tiếng Anh ở Việt Nam là một điều tốt chứ không phải một điều xấu. Điều đó buộc bạn phải tìm cách giao tiếp bằng các phương tiện khác, bao gồm cả việc cố gắng nói ngôn ngữ đó. Luôn có Google Dịch để hỗ trợ việc đó. Ở mọi nơi bạn đi du lịch, nếu bạn cố gắng nói ngôn ngữ địa phương, mọi người ở đó rất có thể sẽ đối xử với bạn tốt hơn vì họ biết rằng bạn đang cố gắng làm điều giống như họ. Vợ chồng tôi yêu nhau đến mức chuyển đến Hội An và không bao giờ hối tiếc.
đất nước tuyệt vời với những con người vô cùng thân thiện, Sam Adler. Một điều tôi muốn chỉ ra, vấn đề thị thực, sở dĩ visa chỉ có 30 ngày là vì dân du mục kỹ thuật số như bạn, nhiều người đã ngồi xổm ở đó miễn thuế vì nó quá rẻ. Nếu bạn định sống và làm việc ở đó, bạn phải nộp thuế giống như bất kỳ quốc gia phương Tây nào. Sự khác biệt ở đây là bạn sẽ phải trả nhiều hơn cho sinh hoạt, thực phẩm, giải trí, vân vân ở các quốc gia phương Tây, còn ở Việt Nam thì rất rẻ. Vừa rồi là những dòng bình luận đến từ cộng đồng mạng quốc tế, có rất nhiều ý kiến được đưa ra dưới những góc nhìn thú vị khác nhau. Thoạt nghĩ cái gì cũng đều có hai mặt của nó, mỗi người mỗi ý kiến, mỗi quan điểm khác nhau, bởi mỗi người có một góc nhìn khác nhau và mình luôn tôn trọng điều đó. Mỗi quốc gia ở Đông Nam Á là duy nhất và hấp dẫn theo cách riêng của mình. Vì vậy, điểm đến du lịch tốt nhất phụ thuộc vào sở thích của từng cá nhân. Đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của mỗi người. Nhưng nói gì thì nói, Việt Nam chúng ta luôn ghi nhận những đánh giá của các bạn. Nhờ có những ý kiến chân thật như vậy mà vấn đề du lịch được nhìn nhận đúng đắn hơn. Nói về vấn đề thị thực, luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được sửa đổi và được Quốc hội ban hành nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều hơn. Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Điều này quả thực là một tin không thể vui hơn với ngành du lịch Việt Nam, bởi lẽ khách quốc tế sẽ có nhiều thời gian lưu trú tại Việt Nam hơn, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn. Theo thống kê do Tổng cục Thống kê công bố sáng 29 tháng 12, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 năm 2023 đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 93,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt 12,6 triệu lượt người, gấp gần 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách. Báo cáo của Tổng cục Thống kê đã cho thấy doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống năm 2023 ước đạt 673,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng mức và tăng 14,7% so với năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 37.800 tỷ đồng và tăng 52,5% so với năm trước. Cũng trong năm 2023, du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định trên bản đồ du lịch thế giới, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award, giải thưởng được ví như Oscar của ngành du lịch, Việt Nam được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á lần thứ tư. Nhiều điểm đến, doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã nhận được các hạng mục giải thưởng danh giá khác. Có thể thấy, với những chính sách đổi mới kịp thời cùng lòng hiếu khách vốn có đi kèm với đó là nền ẩm thực phong phú và địa điểm du lịch đa dạng, Việt Nam đang ngày càng khẳng định giá trị của mình trên bản đồ du lịch thế giới. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.